Xin chào anh em, thưa anh em, hôm nay anh em kỹ thuật máy cùng với anh em Genma Thanh Hóa lại tiếp tục lắp một cái ben thiên nhiên cho máy kéo IM357. Đây, IM357 của một đồng chí mà mua máy kéo IM357 của Genma Thanh Hóa. Và đây thưa anh em, cái cách lắp của cái ben thiên nhiên này là như thế này. Đây, đưa mình quay cho. Đây anh em tháo ghế này, xong đó tháo cái cầu đây này, tháo cái cầu này ra, cái cầu có hai con ốc này ra, đây đây quan sát đây cho anh em thấy này. Đấy, tháo cái cầu có hai con ốc to này ra, và một đường nó sẽ đến van và một đường nó sẽ từ van về. Thưa anh em, đường phía dưới này là đường đến van, còn đường phía trên này là đường từ van về nhé. Và đây van chốc nữa sẽ lắp vào chỗ này, chốc nữa sẽ lắp chỗ này, dây thì luồn qua bên này giống như các cái máy khác thôi. Và máy sẽ quay đầy đủ các cái chi tiết để có thể lắp được đến cái van đó cho anh em xem. Đây là van một tay điều khiển xi lanh kép, xi lanh nghiêng của dàn sới đấy. Thứ hai là co cút để lắp vào hộp rùa của máy kéo IM3 và co cút của van, cũng như hai cái bộ lon để bắt van vào trên cái phía sau của máy kéo IM3, đặc biệt là hai cái dây tio với cái kích thước co cút và cái đường kính dây đủ lớn để nó vận chuyển được cái hệ thống lưu lượng nhớt của cái bơm thủy lực rất lớn của IM3 để nó thoát tải nhé thưa anh em. Và đây là xi lanh nghiêng, nếu như anh em nào mà muốn lắp xi lanh nghiêng này, rồi dây tio lắp xi lanh nghiêng, đó là những cái thiết bị để có thể lắp được combo một cái hệ thống van và xi lanh nghiêng. Còn nếu như mà anh em nào mà có xi lanh nghiêng rồi thì chỉ cần mua cái combo đầy đủ những cái chi tiết này, toàn bộ chi tiết này trên website kỹ thuật máy.vn là anh em có thể về tự lắp được toàn bộ đầy đủ nhá, đến cái van này luôn. Và anh em chỉ cần ép tio và lắp xi lanh nghiêng, nếu như mà anh em mua được những cái xi lanh nghiêng mà nó hàng bãi hàng cũ, người ta bán cái giá nó phải chăng hơn, nhớ là vệ sinh sạch sẽ. Này, có van chống tụt, anh em nhớ là lắp cái xi lanh nghiêng này là phải có van chống tụt nhá. Van chống tụt để làm gì? Để nó khóa cái chiều tụt và nó làm cho cái hệ thống hai cái tay sách kiếm này nó cứng như là chúng ta vặn gen ấy. Vặn gen thì không tụt được đúng không ạ? Thủy lực thì có khả năng tụt, bởi vì là nó còn qua van nữa, còn qua các cái khe hở cơ khí, nhưng mà có van chống tụt này thì nó sẽ không tụt theo năm tháng luôn. Đây. Đấy. Rồi. Đây anh em đang tháo cái tháo cái cầu này ra. Anh em tháo ra thì cẩn thận. Một điều hết sức quan trọng khi mà chúng ta tháo cái hệ thống thủy lực ấy thì chắc chắn là chúng ta phải giữ hệ thống nó sạch sẽ. Thưa anh em, là làm thủy lực thì điều đầu tiên là mọi thứ nó phải sạch. Sạch từ cái việc chúng ta tháo lắp cho đến cái van, cho đến cái xi lanh. Thường thì anh em sẽ mua cái xi lanh cũ, chứ ít khi mà anh em có tiền để mua xi lanh mới lắm, vì xi lanh mới nó hơi bị mắc tiền, nó tới vài triệu một cái cơ. Thế nhưng mà xi lanh cũ thì chúng ta càng phải cẩn thận, là chúng ta phải vệ sinh được bên trong của nó, xịt ra xịt vào, xúc rửa cho cẩn thận, để tránh trường hợp là sau khi mà chúng ta lắp vào rồi, cái cử động cái xi lanh nghiêng một cái là mạt ở trong xi lanh nó đang còn, nó tràn ngược lại cái van ngăn kéo trong hộp rùa. Cái van ngăn kéo trong hộp rùa mà nó tràn cái mạt từ trong xi lanh ra ấy, thì nó sẽ là dễ làm tắc cái hệ thống van ngăn kéo, thì nó rất là phiền phức. Rồi anh em chờ một chút xíu nữa, mình sẽ lắp xong cái này, mình sẽ quay tiếp tục cho anh em xem. Và nếu như anh em nào quan tâm đến những cái chi tiết về co cút, radio, bộ van thì hãy vào website kỹ thuật máy.vn, hoặc là liên hệ với hệ thống kỹ thuật máy của mình, hoặc là Zalo và số điện thoại của mình
để được biết các cái thông tin về giá cả mọi thứ để lắp cho nó combo. Đây thưa anh em, đây là con cái cút mà cuốn băng tan, thì anh em lưu ý này, cuốn băng tan thì chúng ta thừa lại cái đầu này lại khoảng 1-2 gen, khoảng 1-2 gen đó, thừa lại cái đầu khoảng 1-2 gen để mà cái băng tan nó không bị trôi vào trong đường ống nhé. Đấy. Và đây, sau một hồi vặn dây dio lắp theo sơ đồ rất là đơn giản thì chúng ta sẽ thử cái bộ van cùng với cái xi lanh này. Cao lên, cao hết cỡ đi. Đây thưa anh em, đường dây dio nó sẽ đi như thế này. Đây, hai dây dio ở giữa này sẽ vào bên thiên như đây, hai dây dio ở giữa van nhé. Và dây dio bên phải anh em thấy ấy, đó là dây dio áp, dây dio to bên trái là dây dio hồi. Giờ dây dio áp sẽ lấy từ con ốc phía dưới, con ốc phía dưới như anh em nhìn thấy đây, và dây dio hồi sẽ là con ốc phía trên đó. Thưa anh em, có vậy thôi. Và đây mình quay ra phía sau để cho anh em thấy dây tio sẽ luồn thế nào. Thưa anh em, là dây tio thì hai dây to là hai dây áp và hồi sẽ luồn xuống phía dưới như thế này. Anh em sau đó sẽ lấy dây thít để thít lại cho nó chuẩn và nó không bị vướng vào cái bánh lồng cũng như bánh lốp nhé thưa anh em, để cho nó an toàn. Đây, nó luồn qua và nó bắt thế này là ok. Đây thưa anh em, IM357 mọi thứ đã xong cho cái tin nghiêng và hệ thống van. Đây ạ. Đây, tin nghiêng van đây. Tin nghiêng này. Lắp ghế. Anh em đang hoàn thiện lắp lại. Đó. Đưa cho các bạn. Rồi, và thưa anh em là nếu như mà anh em nào mà quan tâm đến những cái van tin nghiêng co cút mọi thứ combo để lắp cho IM351 357 thì hãy truy cập website kỹthuatmay.vn vào hệ thống thiết bị KTM, thiết bị phụ tùng và thủy lực để xem các cái chi tiết của nó như thế nào và có thể đặt hàng gửi đến tại nhà cho anh em. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.